Nhãn hàng Vương Bảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vương Bảo với thành phần nán hoa trắng kết hợp với hải trung kim, rau tàu bay và xài hồ nam, Vương Bảo đã được nghiên cứu lâm sàng có tác dụng giảm kích thước phì đại tiền liệt tuyến, hay còn gọi là u sơ tiền liệt tuyến. Từ đó Vương Bảo hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu buốt, tiểu rác, tiểu không hết, tiểu nhiều lần ở người cao tuổi. Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng vào lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Vương Bảo đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, phì đại tiền liệt tuyến hay còn được gọi là u sơ tiền liệt tuyến là một căn bệnh phổ biến ở nam giới trong độ tuổi trung niên, và theo như tỷ lệ cho thấy rằng ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh u sơ tiền liệt tuyến ở nam giới trên 50 tuổi chiếm 63,8%, còn đối với nam giới trên 80 tuổi là gần như 100%. Mặc dù đây là căn bệnh lành tính nhưng nó sẽ gây ra những ảnh hưởng đối với chất lượng cuộc sống của người bệnh với những biểu hiện như là tiểu đêm, tiểu nhiều lần và khó tiểu. Mọi người gần đây thì chú ý nhiều đến phương pháp là sử dụng thảo dược để điều trị u sơ tiền liệt tuyến. Vậy thì ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này là gì? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay, giảng viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra câu trả lời nhé. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào Thanh Phương. Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến chủ đề của chương trình về căn bệnh u sơ tiền liệt tuyến, quý vị vui lòng có thể gọi điện thoại đến hotline hoàn toàn miễn cước với số là 1800 1258. Còn bây giờ Thanh Phương kính mời bác sĩ và quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm của chương trình. Thuốc gì lậu chính dữ trời. Trời dữ nữa. Trời ơi trời. Trời ơi, đường đốt cái gì mà được khối mà tao tưởng nó cháy nhà luôn á tí. Cháy nhà luôn á tí. Phụ em chùm củi đi nè. Chùm củi chi vậy? Cho nó cháy phật lên cho màu chín. Màu chín mà mày nấu cái gì vậy? Nấu thuốc cho anh đi nấu vậy. Ủa, anh có bệnh gì đâu. Mày nhìn thấy tao không? Mày dòm coi. Đó, tươi không? Nè, tao đâu có bệnh gì đâu. Anh hai, anh hai. Em nói anh hai nghe, mình có bệnh mà mình giấu á thì mình dễ càng bị bệnh nặng hơn. Trời ơi, tao chịu hết nổi rồi đó tí ơi. Vậy nấu cái gì mà dữ vậy, tắt đi. Anh không nhớ cái bệnh đó luôn hả? Bệnh gì? Bệnh của anh là cái bệnh mà phì bụng đại liệt. Mà phì bụng đại liệt. Trời ơi, bệnh tí đi liệt đó, thấy không? Em quên nhưng mà anh nhớ cái chưa? Cái bệnh này hàng xóm đều biết hết trơn á. Cái ơi, bệnh anh đó là hả, tiểu nhiều lần nè, tiểu đêm nè, tiểu gắt nè, tiểu khó nè. Trời ơi trời, tao nói con câu với vợ tao thôi mà nó thương tao, nó đi nói từ đầu sớm trên đầu sớm dưới biết hết luôn hả? À, chị cũng tới nhà mọi người, chị cũng nói là có thuốc nào á chị, bệnh với chồng tôi mà tiểu đêm tiểu khó, tiểu nhiều lần tiểu gắt không? Trời ơi trời, mà chị nói thật với mày, anh tiểu đêm một đêm có 3-4 lần thôi, không có nhiều mà bả la như vậy, mặt mũi nào tao dám đi ra đường nữa. Trời ơi, chị la như vậy mới có công dụng chứ. Anh đi khám khắp nơi luôn, tây y nè đồ này kia mà còn không hiệu quả nữa, ba cái thuốc này nhăm nhò vậy đó. Chị hai em á là gọi điện cho em mà nói là cái cây này nè, là cái cây nán hoa trắng. Nán hoa trắng để chữa bệnh u sơ tiền liệt của anh đó. Ủa, nán hoa trắng là chữa được luôn hả? Đó là em vừa nghe chị hai gọi điện một cái em chạy ra chợ phu phu gì hết ráo luôn. Vậy nấu cho anh á mà dư mà anh còn làm canh anh ăn luôn. Trời ơi, uống cái này á là cái u sơ của anh á nó xẹp, nó xẹp 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 xuống liền luôn. Anh bị u sơ tiến tiền liệt, đi tiểu đêm. Có đêm nha, anh đi tiểu anh té trong nhà tắm luôn. Đó, thấy nguy hiểm không? Đưa đi nhập viện luôn á. Thấy nguy hiểm chưa? Thì biết là nguy hiểm. Tí ơi, không được rồi tí ơi. Vậy chị không được là chị không có mua được cái cây nán hoa trắng đúng không? Em thu mua hết rồi, chị yên tâm, em chuẩn bị cho anh hai uống nè. Vậy là bây giờ anh uống nán hoa trắng hả? Không được, em thu mua hết rồi phải không? Dạ. Là em phơi khô để em ngó đi. Không được rồi, trời ơi, cái cây mà nán hoa trắng mà nấu cái cách này là rất là nguy hiểm. Ủa, bây giờ là sao? Có uống được hay là không uống được? Chính chị hai nói em là cái cây nán hoa trắng là chị u sơ tiền liệt tuyến mà. Ừ, thì đúng rồi, là chị có gọi điện chị nói cho em nghe rõ ràng như vậy. Mà chị mới nói cái khúc đầu thôi, còn cái khúc giữa và khúc cuối nữa. Rồi tự nhiên cái em mừng quýnh hay sao em cúp máy điện thoại lên để em đi mua, rồi em đi mua thì chị chưa kịp nói. Ủa, rồi bây giờ cuối cùng nói nghe nè, cái cây nán hoa trắng này này là có chất độc. Nếu mà uống quá liều đó thì sẽ là nôn ói và chóng mặt đó. Chắc, bây giờ nè, tóm lại là uống được hay là không uống được, chứ cái u sơ tôi mà nó u bự lên là không có trị được, là phải đi mổ đó. Tôi biết rồi, trời ơi, tôi còn lo hơn ông nữa mà. Đúng là xảo dược nó có hỗ trợ điều trị bệnh tiến tiền liệt,
nhưng mà mình phải dùng đúng liều, đúng lượng thì mới an toàn mà không có nguy hiểm mà lại có hiệu quả nữa, hiểu chưa? Ra là vậy á. Bây giờ mình phải điều trị u xơ tuyến tiền liệt bằng thảo dược như thế nào mới là đạt hiệu quả cao? Bây giờ mời hai người nghe bác sĩ chia sẻ cách điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng thảo dược. Chào thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật gặp phải tình trạng đó là tiểu đêm nhiều lần, khó tiểu. Vậy đây có phải là một biểu hiện điển hình của u xơ tiền liệt tuyến hay không ạ? Và làm sao để giúp cho người bệnh có thể nhận biết được rằng mình có bị bệnh hay không thưa bác sĩ? Để giúp cho cái người bệnh nhận biết là mình có phì đại tiền liệt tuyến đó, thì chú ý cái vấn đề đường tiểu. Bởi vì chúng ta biết rằng cái tiền liệt tuyến nó nằm ngay cổ bàng quang và nó bao bọc chung quanh cái đường niệu đạo. Chính vì vậy khi nó phì đại thì nó làm giảm đi cái dòng chảy, làm giảm đi cái kích thước của bàng quang chứa đựng nước tiểu. Chính vì vậy cái dấu hiệu đầu tiên sẽ là tiểu khó. Bàng quang nó căng, nước tiểu đầy đủ rồi thì nó báo động là mắc tiểu. Cái tiền liệt tuyến nó phì đại, nó làm chẹn đi cái dòng nước này. Chính vì vậy cái dòng nước nó đi ra nó sẽ không có suôn sẻ, nó đi lắc nhắc, nó đi phải rặn nó mới đi ra được. Rồi tiểu gắt buốt do cái ứ động nước tiểu ở bàng quang, nó gây ra viêm bàng quang hoặc nó gây viêm đường niệu đạo, nó làm đi tiểu rát, tiểu buốt và tiểu khó. Cái triệu chứng tiếp nữa sẽ là tiểu đêm. Khi có tiểu đêm trên 2 lần một đêm, đó là bắt đầu chúng ta ghi nhận cái tình trạng gọi là tiểu đêm. Đối với một số trường hợp sinh lý đó, thí dụ như uống nước nhiều vào buổi tối cũng có thể gây tiểu đêm, nhưng mà một lần là nhiều, lên đến 2 lần là nhiều, còn trên 2 lần là phì đại tiền liệt tuyến hoặc một số cái bệnh lý như nhiễm trùng tiểu hay là viêm bàng quang. Thì như vậy khi có những cái dấu hiệu như tôi vừa mô tả, tiểu khó, tiểu lắc nhắc, tiểu buốt, tiểu xón, khi đi tiểu rồi, khi mà ngừng rồi, bắt đầu sau đó nó xón ra vài giọt nữa. Ở cái độ tuổi nam giới 40 trở lên thì hãy nghĩ đến liền có phì đại tiền liệt tuyến rồi, thì phải đi khám để đi siêu âm để người ta xem coi có đúng quả là phì đại tiền liệt tuyến hay không, hay là do một số vấn đề khác, bệnh lý khác ở đường niệu đạo. Vậy thưa bác sĩ, hiện nay thì có những cái phương pháp tối ưu nào để điều trị được căn bệnh này ạ? Bình thường cái tiền liệt tuyến ở nam giới từ 10 đến 20 gram thôi. Bây giờ nếu nó tăng hơn 20 gram tới 30 tới 40 gram rồi, bắt đầu có những cái dấu hiệu rồi, ta thường sử dụng trong điều trị nội khoa, sử dụng các loại thuốc để làm giảm đi cái phát triển lành tính của cái tiền liệt tuyến này. Thông thường người ta sử dụng các cái loại thuốc để giảm thiểu cái phì đại thôi, nhưng mà đôi khi người ta cũng sử dụng các cái loại thuốc nội tiết, các cái thuốc mà giảm đi cái phì đại lành tính đó, thì nó lại gây ra là hồi hộp, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh lên, khó thở, khô môi miệng. Đó là những cái triệu chứng phụ thường kèm theo của các cái thuốc sử dụng nội khoa của Tây y. Bên cạnh đó đó, nếu mà nó tăng hơn 45 hoặc 50 gram trở lên thì bắt đầu người ta sẽ nghĩ đến các cái chỉ định ngoại khoa, các cái thủ thuật. Các cái thủ thuật này có thể sử dụng laser hay là sóng nhiệt trị liệu, hoặc là dùng mổ nội soi, hoặc là dùng mổ mở, tùy theo cái điều kiện, cái hoàn cảnh và tùy theo cái thể chất của người đó, độ tuổi nè, cái kích thước nè, rồi cái tình trạng cơ địa của người đó, người ta sẽ quyết định cái phương pháp nào. Phương pháp này nó cũng để lại những cái ảnh hưởng đáng kể. Thí dụ ảnh hưởng đầu tiên là đến cái vấn đề của cái xuất tinh. Nó có thể xuất tinh ngược dòng và như vậy nó gây ra cái tình trạng là vô sinh hoặc hiếm muộn. Nó ảnh hưởng đến cái rối loạn cương. Và vì những cái khó khăn như vậy, cho nên các nhà khoa học người ta cũng quan tâm tới những cái phương pháp đó là kết hợp Đông và Tây y. Thì người ta dựa vào những cái kinh nghiệm dân gian, ghi nhận những cái loại thảo dược nó có tác dụng trong cái u xơ tiền liệt tuyến hay là phì đại lành tính tiền liệt tuyến, thì dựa vào những cái kinh nghiệm đó người ta mới sử dụng, người ta nghiên cứu thêm. Thì một trong những cái loại thảo dược nổi bật có cái tác dụng lên trên cái phì đại tiền liệt tuyến lành tính này đó là nán hoa trắng. Thì các nhà khoa học thế giới như là Nhật, như là Hàn Quốc, người ta cũng nghiên cứu. Và bên cạnh đó ở Việt Nam thì có tiến sĩ Nguyễn Bá Họa cũng nghiên cứu trong vòng 7 năm để xác định được cái nán hoa trắng này với cái thành phần hoạt chất đó là cái alkaloid licorine, nó có tác dụng làm giảm cái kích thước của cái tiền liệt tuyến nam giới. Xin cảm ơn bác sĩ. Như vậy, như bác sĩ vừa mới chia sẻ là hiện nay thì mọi người rất là ưa chuộng với phương pháp là dùng thảo dược, cụ thể như là nán hoa trắng. Và trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật cũng có nói đến việc là mình sử dụng nán hoa trắng để mà nấu uống. Vậy bác sĩ thấy như thế nào về phương pháp này, liệu cách mà tự nấu uống như thế thì có đúng hay không ạ? Chúng ta cũng mà biết rằng nán hoa trắng thì nghe cái tên thì chúng ta thấy nó xa lạ, nhưng mà chúng ta nói cái đại tướng quân thì nó rất là quen thuộc. Chúng ta thường trồng ở trước
nước nhà có tác dụng là vì nó có chứa cái thành phần là alkaloid. Alkaloid là một cái hoạt chất, nó có cái hoạt tính sinh học rất mạnh trong điều kiện nó được chiết xuất đủ cái thành phần alkaloid. Thường alkaloid nó không tan được trong nước, nó chỉ tan trong dung môi hữu cơ hoặc là trong rượu. Cho nên khi sử dụng nó đó thì người ta phải tẩm rượu sao lên nếu sắc uống. Còn nếu trong chiết xuất thì bao giờ người ta cũng dùng các cái dung môi hữu cơ để người ta chiết ra được cái alkaloid này. Trong dân gian đó thì khi người ta dùng, người ta cũng ghi nhận những cái tác dụng phụ khi sử dụng độc vị nán hoa trắng. Thí dụ như cái cảm giác buồn nôn này, cảm giác đau bụng, rối loạn tiêu hóa hay tiêu chảy. Để khắc phục cái tình trạng này, người ta hay phối hợp cái nán hoa trắng với những cái dược liệu khác. Những cái dược liệu mà người ta thường phối hợp, thí dụ như là xài hồ nam, như là hải trung kim, rau tàu bay, như là cỏ nhật. Những cái loại này trong cái cấu trúc của các bài thuốc đông y đó thì bao giờ người ta cũng dựa theo cái tinh thần là quân thần tá sứ, tức là vị thuốc chính và những cái vị thuốc hỗ trợ để làm tăng tác dụng của vị thuốc chính lên, hoặc là người ta loại bỏ những tác dụng phụ có hại của vị thuốc chính. Thì trong trường hợp này, cái tác dụng phụ có hại của nán hoa trắng đó, gây buồn nôn, gây nhịp tim nhanh, thì người ta có thể sử dụng thêm các cái loại dược thảo đó để khắc phục và để làm nâng cái tác dụng của nán hoa trắng lên. Và qua các công trình nghiên cứu đó thì người ta thấy rằng khi sử dụng cái nán hoa trắng này trên thực nghiệm thì nó có tác dụng giảm cái kích thước của tiền liệt tuyến 35%. Do vậy khi sử dụng các cái thảo dược trong cái điều trị tiền liệt tuyến như chúng ta mô tả nãy giờ thì nó vừa giải quyết được giảm thiểu phì đại của tiền liệt tuyến, giảm kích thước của tiền liệt tuyến, và đồng thời nó giải quyết được các cái triệu chứng phụ kèm theo như là tiểu khó, như là tiểu gắt, như là tiểu đêm, nó gây khó chịu cho người nam trong cái tình huống của phì đại tiền liệt tuyến. Vương Bảo với thành phần nán hoa trắng kết hợp với hải trung kim, rau tàu bay và xài hồ nam, Vương Bảo đã được nghiên cứu lâm sàng có tác dụng giảm kích thước phì đại tiền liệt tuyến, hay còn gọi là u sơ tiền liệt tuyến. Từ đó Vương Bảo hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu buốt, tiểu rác, tiểu không hết, tiểu nhiều lần ở người cao tuổi. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với phần tư vấn vừa rồi. Và thưa quý vị, liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thông qua số điện thoại đường dây nóng thì chúng tôi cũng nhận được khá nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về. Đó là vị khán giả ở Vĩnh Long, chúng tôi xin được kết nối với bác Thanh Minh, 65 tuổi ạ. Xin chào bác sĩ, tôi bị tiểu đêm đã nhiều năm, nhưng không biết mình bị u sơ tiền liệt tuyến. Cho đến cuối năm 2020, tôi rất khó chịu vì ngồi tiểu đêm thì tôi cảm giác mình đi tiểu nhưng không tiểu hết được. Tôi đi khám thì bác sĩ bảo mình bị phì đại tiền liệt tuyến là 42 gram. Xin bác sĩ tư vấn tôi nên điều trị như thế nào? Xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Xin mời bác sĩ ạ. Chào anh Minh. Khi anh theo dõi được kỹ cái kích thước của tiền liệt tuyến như vậy rất là tốt. Và chắc chắn là các bác sĩ cũng đã có cái tư vấn trong cái trường hợp riêng cái cơ địa của anh vẫn còn có thể chỉ định nội khoa được. Thì anh có thể sử dụng các cái sản phẩm nó có chứa nán hoa trắng, hoặc anh đến các cái thầy thuốc y học cổ truyền để người ta khám bệnh và người ta cho cấu tạo một cái bài thuốc. Dĩ nhiên chắc chắn người ta sẽ sử dụng cái nán hoa trắng và những cái loại dược thảo nào phù hợp với cơ địa của anh để có thể giải quyết được những cái triệu chứng khó chịu hiện nay, bên cạnh đó làm giảm đi cái kích thước của tiền liệt tuyến thì nó mới dứt điểm được các cái triệu chứng khó chịu. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Đây là câu hỏi của bác Văn Cường, 60 tuổi, ngụ tại Bến Tre. Thưa bác sĩ, tôi bị u sơ tiền liệt tuyến đã hơn 2 năm. Hiện tôi có dùng sản phẩm hỗ trợ điều trị chiết xuất từ nán hoa trắng như chương trình giới thiệu, thì kích thước tuyến tiền liệt đã giảm, tình trạng tiểu đêm cũng đã được cải thiện. Trước đây một đêm tôi đi 3-4 lần, nay chỉ còn một lần. Nay tôi có nên tiếp tục sử dụng sản phẩm này hay không? Xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng, nếu mà cái sản phẩm nó giúp cho cải thiện các triệu chứng tốt như vậy, anh có thể sử dụng tiếp. Và anh nhớ bất cứ một cái sản phẩm nào là thuốc thì phải theo đúng liều lượng và thời gian. Và thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay thực phẩm chức năng cũng vậy. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, anh có thể dùng liên tục trong 3 tháng, rồi sau đó anh nghỉ một thời gian 1 đến 2 tuần lễ, sau đó anh có thể sử dụng tiếp. Thì nói như vậy để trở lại câu chuyện là anh có thể sử dụng tiếp cái sản phẩm nếu nó có những cái tác dụng cải thiện tốt như vậy. Bên cạnh đó đó thì không phải chỉ sử dụng thuốc không thôi, anh phải chú ý tới chế độ ăn uống nè, tập luyện nè, và cái sinh hoạt. Cái sinh hoạt đó
cái chế độ ăn uống đó thì anh chú ý đa thành phần. Các cái thành phần ở cái tuổi của anh nó phải đủ, thí dụ như sử dụng phải có các vitamin, các cái khoáng chất, các cái chất xơ. Ngoài ba thành phần chính là đạm, là đường, là mỡ, bởi vì các cái chất xơ và các cái khoáng chất cũng như vitamin này nó sẽ góp phần nó điều chỉnh hoạt động nói chung của cơ thể, trong đó có tiền liệt tuyến. Chú ý đến kẽm, chú ý đến vitamin nhóm B, chú ý đến vitamin E, vân vân. Ngoài ra nữa đó thì uống nước đủ trong ngày, nhưng buổi chiều từ 7 giờ trở đi, nếu khát anh chỉ cần nhắm môi, đừng uống nước nhiều vào buổi tối, nó sẽ làm cho tiểu đêm. Đôi khi anh nhầm lẫn là do vấn đề tiền liệt tuyến, nhưng do chính cái cách uống nước của mình nó không đúng. Bên cạnh đó thì phải tập luyện thể dục thể thao. Cái sự vận động này nó giúp cho điều hòa, cải thiện sự vận động tốt, và nó điều hòa sự lưu thông của máu huyết, nó bơm máu đầy đủ và nó đưa chất dinh dưỡng đến đầy đủ các cái bộ phận, trong đó có tiền liệt tuyến, để nuôi dưỡng tốt. Chúc anh áp dụng tốt, duy trì cái sức khỏe của mình. Xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Và quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm ngày hôm nay, thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là các nhân vật của chúng ta sẽ giải quyết vấn đề ra sao nhé. Xin mời quý vị. Trời ơi, tí rồi tí, anh Giang em á, bớt tài lanh tài lẹt rồi đi để em hại người đó tí ơi. Phải, tại em cũng thương anh thôi. Em cũng muốn á là anh đừng cứ bị bà con hàng xóm tới chọc ghẹo này nọ, là anh lấy lại phong độ của anh thôi. Đúng là em có ý tốt đó, nhưng mà mình cần phải động viên anh Thanh để cho anh phải có một sự nỗ lực trong cái điều trị, em hiểu không? Dạ em hiểu rồi. Vậy là cuối cùng là nó đi đồn chứ không phải bà hả? Vậy mà nó đổ thừa bà đi đồn á. Phải, chị hai gọi điện cho em rồi em không biết ba chết ba nhán đem đi đồn với người ta. Thôi dẹp cái miệng em qua bên đi. Bây giờ anh nói cho em nghe nè, bây giờ em nói bất cứ cái gì chồng cũng nghe hết trơn. Rồi, bây giờ chồng phải nghe em nha. Dạ. Không được dùng rượu bia, thuốc lá, bắt buộc. Dạ. Và chồng á là bây giờ là mình phải hạn chế những cái thức ăn như là chua nè, cay nè, và em sẽ tăng cường là rau củ quả, là trái cây xanh cho chồng. Dạ. Anh cũng phải nên tăng cường là tập thể dục để cho cơ thể khỏe mạnh, có đề kháng. Cái bụng sáu múi cho em, bụng tròn quay à. Dạ. Với lại chồng biết sao không, chồng phải đi khám bác sĩ để coi cái u xơ của mình nó kích thước to lớn như thế nào, từ đó bác sĩ có một cái phác đồ điều trị của mình cho hiệu quả. Rồi anh nghe lời vợ, anh sẽ kiểm tra lại, chứ mấy nay uống tùm lum thuốc hết trơn, không biết về trong cơ thể nó làm sao nữa. Dạ biết rồi. Đồng thời mình còn phải dùng cái sản phẩm để hỗ trợ điều trị có chiết xuất từ nán hoa trắng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị. Nhưng mà bây giờ sản phẩm nó ra quá trời sản phẩm luôn, bây giờ mình biết cái nào giả cái nào thiệt để mà mình ngừa. Khi mà anh muốn dùng sản phẩm thì anh phải coi rõ cái nguồn gốc xuất xứ nè, coi phải công ty có uy tín hay là không, chứ lại coi là kiểm tra về cái tác dụng của nó hay chưa. Em đã nghiên cứu và tìm hiểu rồi, đây nè em đi mua nè. Đây. Ôi, vợ anh thương anh quá. Có luôn hả chị hai? Trời ơi, vợ anh không thương anh chứ ai thương anh. Đó. Không thương anh nên đi ra ngoài ruộng ở. Đó, đây. Đây là viên uống được chiết xuất từ nán hoa trắng, hải trung kim, xài hồ nam và rau tàu bay, giúp hỗ trợ giảm kích thước khối u xơ, phì đại, tiền liệt tuyến, giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu khó và tiểu không hết. Sản phẩm đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng. Nhưng mà mình sử dụng cách nào cho nó có hiệu quả? Dạ đây, một ngày mình có thể uống từ 4 đến 6 viên chia ra làm 2 lần. Khi mà có kết quả tốt thì mình có thể giảm xuống chỉ còn 2 viên một ngày thôi. Sử dụng sản phẩm này đó trước bữa ăn 30 phút hoặc là sau bữa ăn 1 giờ. Đó, em đi cho chồng đấy chồng. Trời ơi, vợ anh thương anh quá. Vậy thì từ nay tôi có cách điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng thảo dược rồi. Nè, nhưng mà ông nhớ nha, khi mà mình uống vào sử dụng sản phẩm đó mà thấy có tình hình có cải thiện thì mình đừng có ngưng. Mà mình phải dùng đúng liệu trình thì mới có hiệu quả. Vậy là từ nay ai mà nói anh hai của em tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu gắt gì đó là con chừng với em á. Mày thương anh hai lắm không? Chứ còn cái gì nữa? Vậy còn không chịu chở anh hai đi rồi bác sĩ đi. Dạ. Để tầm soát lại rồi điều trị cho anh hai. Dạ. Để điều trị dứt điểm tiểu đêm do phì đại tiền liệt tuyến, người bệnh cần tập trung vào điều trị gốc rễ của vấn đề là giảm kích thước u xơ tiền liệt tuyến. Xu hướng dùng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược như nán hoa trắng, hải trung kim, rau tàu bay, ngải nhật, v.v. mang đến tác dụng toàn diện và an toàn hơn. Ngoài dùng thuốc, người bệnh cần có chế độ ăn uống phù hợp như ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống đủ nước, tránh bia rượu và các đồ ăn kích thích. Tập thể dục đều đặn hàng ngày để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tăng độ bền cơ sàn chậu. Theo dõi sức khỏe và tái khám thường xuyên để sớm phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Nhãn hàng Vương Bảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình.
Quý vị thân mến, phì đại tiền liệt tuyến hay còn gọi là u xơ tiền liệt tuyến là một căn bệnh có thể gây ra những ảnh hưởng khá là nặng nề đối với sức khỏe của nam giới, và những cái triệu chứng cực kỳ khó chịu như là tiểu đêm nhiều và khó tiểu vân vân. Và hy vọng rằng với chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề giải pháp điều trị bằng thảo dược đối với những căn bệnh như là u xơ tiền liệt tuyến, phì đại tiền liệt tuyến. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình ạ. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Phương Bảo đã đồng hành cùng với chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau.